Trong 10 giây, bạn gọi tên được bao nhiêu thương hiệu từ những logo này? Hãy bước vào thế giới của marketing và cùng tạo nên những thương hiệu có chỗ đứng trong tâm trí người tiêu dùng. Marketing có thể coi là một cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật và khoa học, mà chính bạn, một marketer tuyệt vời, sẽ là người tạo nên cuộc gặp gỡ đó. Về bản chất, marketing là nghệ thuật thuyết phục người tiêu dùng. Nếu bạn cảm thấy mình thích thuyết phục người khác, đam mê sáng tạo, muốn khác biệt và khao khát tìm hiểu tâm lý con người, thì marketing là dành cho bạn. Là một marketer, bạn sẽ làm việc rất nhiều với ý tưởng, biến ý tưởng đó thành sự thật để có thể truyền cảm hứng cho người tiêu dùng ghi nhớ, suy nghĩ và hành động. Họ nói, marketing ư, ai chả làm được. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói, ai cũng làm được, nhưng để làm giỏi thì không dễ đâu. Sự khác biệt cốt yếu giữa một marketer tay ngang và một marketer chuyên nghiệp chính là thứ mà Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại cho bạn. Tư duy marketing. Vì sao ư? Bởi vì thế giới marketing luôn thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Báo in nhường chỗ cho radio. Radio bị xoắn ngồi bởi quảng cáo TV. Quảng cáo TV lại bị mạng xã hội lấn át. Tất cả đều thay đổi. Chỉ có cách tư duy và sự thấu hiểu như tâm lý người tiêu dùng thì không. Theo học ngành marketing tại Trường Đại học Kinh tế, bạn sẽ được học chuyên sâu về tư duy marketing, về tư duy sáng tạo, về sản phẩm, về chiến lược giá. Với những kiến thức marketing bài bản này, thay vì mò mẫm, bạn sẽ có vũ khí để tự tin bước chân vào bộ phận marketing của các công ty, tập đoàn đa quốc gia, những công ty quảng cáo sáng tạo trên thị trường. Sự sáng tạo, tự tin, khác biệt và tư duy của người sáng tạo thị trường là những điều ngành marketing Trường Đại học Kinh tế tự hào mang đến cho sinh viên của mình. Ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng, marketer giỏi nghĩ ra ý tưởng để sáng tạo thị trường.